quyển sách còn có tên là Tội nhân Hồ Trần. Tần nhân sách mới, ăn vui vẻ. Trên thế giới này có 99% người đều không biết trên thế giới này ở thung lũng u giảng cất giấu yêu quái. Một phần trăm còn lại biết yêu quái lại dựa vào bản lĩnh độc nhất vô nhị đi lại trong yêu quái được gọi là tiên kỳ nhân, bọn họ đi đường gọi là tiên kỳ yêu đạo. Hoa hạ chính phủ chuyên môn có một hành lang bộ phận, tên là 497 cục. Từ khi thành lập đến nay, tuyệt đối thần bí, tuyệt đối không biết. Trong đó cục 497 có một bộ phận đặc biệt nhất, tên là tội nhân viện. Người trên đường tôn kính cục 497, sợ hãi tội nhân viện, trên đường lưu truyền rộng rãi một câu nói. Thà làm hồng cục phạm, không làm tội nhân quỷ. Tội nhân viện đều là một đám người điên, bởi vì bọn họ mỗi người đều là người đã chết. Chương 1 Sử tử hình nữ hài bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Người qua đường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Tội nhân viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Hát hoàng sau bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Quỷ dị phục sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nhiệm vụ mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đi tới tỉ mắt la Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Nhiệm vụ bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Trận trong trận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Dưới ánh trăng đóng lửa cùng thi đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét